Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 28 tháng 9 niên Giáp Thìn. Bây giờ Bích Văn tới tại chùa An Hòa Tự B, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ạ quý vị. Đây là trước cảnh của chùa An Hòa Tự B, hoàn cảnh phía trước thôi quý vị. Bây giờ Bích Văn sẽ đi về vào trong hội trường của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo không quý vị. Đây là các chú đồng đạo giữ xe cho buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo vậy. Rồi đây là trong hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của chùa Tam Hòa Tự B nghe quý vị. Vì thì cái điều kiện ở đây chính là cái sự sắp giảng đi quanh giáo lý này, phải không quý vị? Cô bác đồng đạo chúng ta cần phải học cho kỹ, hiểu cho rõ, thực hành cho nó trọn vẹn thì chúng ta mới có thể giảng sanh cho ngài, mới có thể bắt nhập biết ngài, mới có thể giải quyết vấn đề sanh tử của ta. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cô bác đồng đạo chúng ta đều là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cho nên cô bác đồng đạo chúng ta đã sẵn sàng thực hiện cái tích điều kiện con cháu của Đức Phật dạy, phải như vậy. Như vậy ở đây tại cái diễn đàn này, chúng tôi tạm thời đưa ra bốn câu dạy và tạm coi là cái tích điều kiện con cháu đồ cho con gái qua để cô bác đồng đạo chúng ta cần tìm hiểu cho nó rõ ý nghĩa, và cô bác đồng đạo chúng ta thực hành cho nó đúng pháp thì đạt được cái kết quả đắc đạo Phật giáo giảng sanh giảng. Như vậy thì cái chuyên đề hôm nay là bốn câu giảng mà người dân mình đã vừa giới thiệu, đó là ra kệ này hai chữ bảo đảm cho trần thế được tâm thanh tịnh, lòng báo quý cho qua trong nam định muốn tìm kim đáy
cho con gái qua, cho con gái qua. Mà Đức Thầy đã sáng tác ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1439 tại Tổ Đình Hòa Hảo. Tác phẩm này dài 846 câu. Chúng tôi tạm thời rút ra 4 câu từ câu 8. Bởi vì cái nội dung của Kỷ Tư này, Đức Thầy đưa ra cái phương pháp tu hành để mà giải thoát điều mà người này không biết. Cái nội dung đích của Kỷ Tư này là ra khỏi dòng sự tử. Ví dụ như là trong nguyện tư như thế có những pháp của các bạn như là pháp tứ diệu đề, pháp tám diệu đề, pháp diêm lục căn lục trần, pháp bát giới đạo vân vân. Thì đây là những cái pháp môn tu giải thoát của tu viện. Cho nên khi chúng ta thực hiện cái nội dung nguyện tư này thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả giải thoát, có nghĩa là bảo an như tu hành, tức là an của anh. Tại sao Đức Thầy đã ra cây này để bảo an cho mọi người? Có phải chăng là do đời sống con người bất an cho nên Đức Thầy bảo an quý vị? Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhạt đau thương. Quý vị ơi, ở trên thế giới này ở ngay không lúc nào không có chính năng. Hãy như thế, bất an trong thế giới này là đương nhiên. Cờ đà đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gia làm gì. Thì rõ ràng cái cõi đời này chúng ta luôn luôn mong mỏi được bình an, nhưng thực tế có rất khó khăn là luôn luôn bất an. Có phải như thế? Như vậy thì nếu như nói đến cái bất an, đưa ra có lý như sao? Một là con người luôn luôn có nghĩa xã hội, phải như vậy. Hai là con người luôn luôn có nghĩa sự yêu người. Ba là con người luôn luôn có nghĩa sinh tử kết luân hồi khổ đau. Như vậy thì rõ ràng chúng ta đang có nghĩa khổ đau. Có phải rằng là chúng ta sinh ra cuộc đời này và chúng ta chịu khổ một cái gì? Đức Thầy cho biết như thế nào? Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi trần này chịu muôn ngàn niềm khổ não để chẳng sanh. Quý vị nghe, muôn ngàn niềm khổ não để chẳng sanh, để tên khổ hết. Có phải vậy không vậy? Xét cõi trần sống khổ giả không, vô lượng thứ ở trong thế gian. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xếp được tổn thương mà nói khổ điều nào ta cũng đến được hết. Cho nên rõ ràng có đời là có khổ, phải không vậy? Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà biết lại tác mạng. Nếu nói cách khổ lo ngại cho nên các bạn thấy có buồn khổ rồi mà cái tâm linh tâm hồn của con người cũng thấy khổ đau và đau khổ, các bạn chỉ khổ thân thôi dễ chịu mà nhưng mà là khổ luôn tâm, cho nên thân tâm con người khổ quý. Mình muốn cái này, mong cầu cái này. Chào chị yêu, chị Thành Giang của Khánh An đâu quý vị. Chúng ta rất muốn sở hữu thầy mà không thể làm được. Quý vị biết cái đó là khổ đau, khổ của người phải không? Mưu cầu không được khổ, thương yêu sai liền khổ. Có những người mà mình hết sức là thương yêu, mình mong muốn được cách kết gần gũi, được sống chung, được thụ hưởng sự hạnh phúc đó, nhưng mà không bao giờ. Dạ. Nghe chờ và Khánh Bình. Bình Long chào Bình Thủy. Chào hai cô, có hai đồng gái chào thêm Bình Mỹ nghe.
cho nên cứ gặp nhau mắc ở cái biên giới làm cho người đau đớn âm thầm khổ như thế diễn ra mãi mãi. Quý vị thấy cái đầu khổ mà có người cùng biết gặp nhau bây giờ nó xuống sàn rất khổ. Một con người một cách hai người kia bước chìm ra có phải thế không? Chào Vĩnh Hậu. Chào chị yêu Vĩnh Hậu rồi nha. Chào gà Bình Phú. Con với dành sáng cây dương dưới á. Con châu phố. Nhưng mà ba cái kia nó có sợ sợ rồi. Nào cái này không mới không vậy. Không bao giờ có cái chuyện mà chết chóc. Xa quá 2 tiếng đồng hồ á. Tôi nghĩ là hai đầu người đến đời này mình sẽ chết. Có hôm qua con có thì chắc không vậy. Trong ngày với số bất hồ cõi âm phần định sáng thì cô chờ bạn bước ra tay mẹ học cho nên đáp ứng mẹ học này có gì cho nên cái đời sống của chúng ta thương thương chúng ta không thể đứng trước được đâu cho nên cái sự chết chóc này là cái mà bạn đặt đưa đầu thì nó dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn chẳng trốn nhánh tử thành có khỏi câu cái gì làm đi xa đi nước ngoài đó nhưng mà cũng không trốn khỏi được thành đó chạy như thế từ nhỏ tuổi đến người cũng cạo mắt trong dòng sanh tử luân hồi ai ai cũng ăn tất cả đều đổ những cái chết khổ đau và tiếp tục luân hồi của khổ đau cho nên rõ ràng con người chúng ta đang đương đầu sự bất an phải không vậy đang đương đầu của sự bất an trong cuộc đời này. Chào các đồng giảng viên. Dạ bấm hai bên Bích Giang với Bích Hợp. Chú đó là bất an này. Phải không vậy? Nếu chúng ta sống an vui an ổn, thường tồn bất diệt thì Phật thánh không cần phải qua đây để làm gì đâu quý vị ơi. Có phải gì không?
nhưng mà tại vì cái cõi thế gian này nó khổ quá, cho nên Phật thánh mà dùng cái tâm từ bi mà nhìn thấy chúng ta khổ đau như vậy, các ngài cũng có nổi, phải không? Cho nên nó mới động lòng từ bi cho thương cô bác, lòng thương lê tứ mới đáo ta. Vì cái lý do dạ đường xa, xa quá, cho nên Phật nó có mặt. Sáng con gái nấu cơm nước cho mẹ xong gái mới đi, không có lòng mặt chẳng thở yên còn ở đâu dạ dầm sáng cây dương chứ gì thương đắc họ giảng dân nên chẳng thể tóc thân nào. Xin mời ba ngay cây cầu cây dương thầy đã rất cực khổ vì chúng sinh đâu quý vị, không đơn giản đâu. Lẽ ra thì ngài ngồi nơi ngôi vị thượng quá bồ đề đường thọ ngồi tòa sen tự lạc còn thân chỉ với ngài mắt chứ không phải qua đây đi làm gì đâu quý vị. Nhưng mà vì lòng từ ái kính cha, cho nên vì lòng từ bi thầy thương mình quá, cho nên ngài đã dẫn chúng thần lực của đi đến thế giới ta bà để làm cái việc cực kỳ quan trọng, đó là giết sắp giảm hết. Tại vì vậy Phật thương mình thì chỉ còn rưới cho thành tỉnh, nếu cầm cái bình nước tỉnh nó mà rưới xuống đây chắc chắn ngộ là Phật làm gì. Nhưng mà mãi để câu di dị Phật thâm cho sanh bình tĩnh có mở, cho nên cái việc chúng ta đã mê si rồi, tự mình mê si thì tự mình phải là con người chẳng hạn. Cho nên không ai chắc ngộ ngoài bản thân mình đâu quý cô bác. Cho nên Đức Phật Đức Thầy hướng chúng ta chỉ còn một cách là giết kẻ giáo để hướng dẫn chúng ta. Cho nên là ra kẻ này hai chữ bảo an đem đến sự an ổn trong đời sống và đem đến kết quả thành đạo giải thoát ở tương lai của chúng ta an ổn lên hết là lạc của quý vị. Đức Thầy chúng ta luôn luôn có cái tâm nguyện này và muốn tất cả chúng sanh đi được giải thoát. Bể lầm luôn khô cả sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thân tình. Cái cổ miệng nó thầy chúng ta là quyết tâm thành cái sự thật. Cho nên nếu như chúng ta muốn mà Đức Thầy có một cái tổ gì mình là, thì chúng ta ý thức của tâm cái tu hành chính chắc, tu hành có kết quả đạt đạo giải thoát để Đức Thầy rằng ra và về vô vị, phải không? Còn mình mà cứ lúc nào cũng đi trễ nha. Huyền từ bi thẳng cánh nước xa qua đông độ giết người hữu tình. Đức Thầy cũng giết người mà mình muốn lên quyền mắt nhãn không? Hay là kéo lên là một số phải có vậy. Cho nên ý thức bổn phận của mình đối với cái vấn đề tu hành thì được giải thoát. Cái điều đó là cái điều chúng ta đền đáp cái công ơn của ta bảo một cách rộng rãi. Đức Phật không muốn chúng ta cúng tế thực phẩm ăn uống không cứ thứ gì đâu. Đức Phật dạy chúng ta với một nhu cầu là muốn chúng ta thành đạo giải thoát, thì đó là mãn nguyện. Như vậy thì cái câu thứ nhất này ra kệ ngày hai chữ bảo an nhằm giới thiệu điểm thứ tư điểm giác mê tâm kệ, đó là nó có riêng nhưng mà chỉ cái cuộc sống nhãn tin nhanh chóng bị lúc này nó không đúng. Cái quyển này nhằm để bảo an, tức là giúp cho con người hưởng cái đời sống an ổn, vui vẻ, thoải mái. Như vậy thì Đức Thầy bảo an sanh bằng cách này. Rồi, gái chào té nghe. Hồi nãy mình thấy mình đâu có gì có thay rồi đó. Bây giờ Đức Thầy mình bảo an mình, tức là muốn cho mình có một đời sống yên ổn, thoải mái và có một kết quả đắc đạo nhập sanh. Thì lúc này phải bảo an như thế nào? Phải như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái nội dung của quyển tư này có rất nhiều cái phương pháp mà Đức Thầy đưa ra nhằm bảo an cho con người. Bây giờ tôi thấy dụ như cái khác không có cái chịu đề. Tứ chịu đề ai có mến ư thì lão kể sơ thêm nữa chữ tập đề nay đà mở cửa để đem vào thương khổ người hiền ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên phật thánh về vượt giới cõi tiên với bạn
cái chào chú. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giải tạm tan ơn trích bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiện hành, chớ đừng có tham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu ép được, chịu nhọc nhằn mới có đạo đề. Thấy một đàn khẳng bản mà mê, ôi chừng đó mới là nguồn. Nó không có nằm ở trong cái chuyên đề này, quý vị nếu có thì sẽ giải thích rõ cho các Phật hành này cho quý vị nghe. Rồi, chào thành viên của Khánh An. Cho nên chúng tôi giới thiệu cái cách mà nó thầy bảo an của con người. Tức là tu có cách này sẽ được biết đạo để có cái gì. Cho nên mình thấy rất cụ thể là thầy mô tả về bốn cái bậc thánh thì có chủ đề này giúp cho chúng ta đắc đạo nhận. Thì đó là cái cách bảo an mà được thầy đưa ra những tin này. Sau này cái bắt đầu là chúng ta phát triển thì về lại cái chuyện tin rằng chúng ta coi lại cái pháp tứ chủ đề này của đức thầy dạy chúng ta hành trì như thế nào, chúng ta tiến tâm đạo Phật. Cái quan trọng là mỗi người tín đồ chúng ta phải có trách nhiệm tìm hiểu ý nghĩa trong cái quý vị, bởi vì dù cho cái tội cũng giống như vậy, con nói con viết lên các cái diễn đàn nhưng đó cũng là quan điểm của giáo lý thôi. Tôi nghĩ rằng quý vị có quan điểm của bên trên, phải không? Quý vị có thể nhờ lương, nhờ lấy đó là cơ sở làm nền tảng để tạo cho cái kiến thức con cú hơn. Cho nên cái mà cố gắng học tập chúng ta thành tựu là chính bản thân mình phải tìm hiểu kiến thức. Khi mà chúng ta học kỹ có các môn đầu đó học kỹ nghe cái gì không đơn giản đâu. Nếu như chúng ta không hiểu phương pháp, nếu như chúng ta thực hành không phương pháp thì cái kết quả giảng sanh như là tự do tiêu hóa là nó. Cho nên chính vì vậy mà nhiệm vụ của những đồ họ thấy ai ai trách nhiệm là tìm hiểu ý nghĩa của những cái vấn đề của chúng ta giáo lý gì khi tạo cái duyên nhắc nhở thì những gì cần thiết cho quý vị tạo cái trở duyên cho cô bác đồng đạo đó. Cô bác đồng đạo chúng ta phải là một người có ý tưởng mà bằng cái gì. Ồ, gái chào vậy chú. Như vậy chúng ta thấy cái phương pháp bảo an đầu tiên của Phật thứ gì vậy? Bài đề chào thành viên của phú hộ. Tiếp theo phương pháp bảo an thứ hai là những từ đó là phá đúng quy định. Lời ta dạy phải nên suy nghiệm, phải phá tan ngục mượn của mình để tham trong ý muốn mặt tình, ráo định tánh từ cho nó quyết. Đừng gây khổ là sân hại nghiệp, cho nó đừng thắc thoát trong lòng. Thêm tiểu si nghĩa quá lòng đầm, nên tỉnh trí tìm nơi chút thắc. Giữ ngân ngã cũng là quá khắc, ta chớ nên phân biệt với người. Diệt mâm hơn nữa mới buồn cười, chu pháp tướng mới là thiền tướng. Gái chào. Bằng những câu giảng rất khổ ràng được kể đứng trên trong cái tên này. Câu đường xa quá, đường xa quá. Như vậy thì một quận là năm cái mốt là đúng đức ở quận dưới đó thành cả cái con người chúng ta này đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị thấy cũng phá được cái cách thân để bắt tâm này thì thầy đưa ra năm bước cho chúng ta thực hiện. Một là đường tham, hai là đường sân, ba là đường siêu, bốn năm là đường đẹp nhẹ. Như vậy cho con người chấp ngã với tham, cho con người chấp ngã với sân, cho con người chấp ngã với siêu, để cho con người chấp ngã từ lần thứ nhất ngã cho con người tham, cho lần phá được đủ đường kia để sắc họ đủ pháp thức để mà đạt được đủ pháp thức thì hành giả phải làm năm bước đó là đường nam sanh sinh này, phương pháp rất cụ thể được thầy đã dạy cho nên như vậy thì cô bác đạo tổ chúng ta về tổng đại cái pháp cụ này nghe
như vậy. Thì chúng ta phải nghiền ngẫm, chúng ta suy nghĩ qua những cái lời lẽ của thầy dạy có ý nghĩa như thế nào. Và cái phương pháp thực hành ra làm sao để được tin tâm trẻ con. Cho nên cái phương pháp mà bảo an cái thầy đưa ra cụ thể trong đây rồi. Vấn đề là chúng ta có chấp nhận được bảo an hay không? Để chúng ta tiếp tục sống như thầy bất an. Phải như vậy. Đòi hỏi cô bác và bảo chúng ta phải tự quyết định chấp nhận. Cô được bảo an hay không? Thầy tiếp tục ở đây. Hello, gái chào bố ở trong phòng. Chào chú Phước Hữu, chào chú Mỹ Đức. Thì còn nữa thì còn bởi vì những phương pháp bảo an ở đây chúng tôi sẽ đọc ra để quý vị tham khảo và tìm hiểu. Cái nội dung viết tư này là nhằm ưu chúng sanh để nhân giải thoát. Cái giai đoạn là thực hành viết tư là những thầy đã hiểu tư tín đồ Phật giáo khoa học. Chào chủ trì chùa Quê Diên Tự. Những chú sắc trên gương của ta hiểu pháp rồi. Bây giờ cũng chào đồng đạo. Chào Bình Thủy. Mô A Di Đà Phật. Rồi chương trình này kiếm ông lãnh lương. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là pháp thông qua là hết câu bất dân. Dạ. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần mà lê lưỡi không lo chẳng hiểu, nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điện âm thanh. Ghé chào chú Ba Quốc Thái. Con cũng có biết đâu. Ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xả hương hay lớp lại lần, lưỡi ưa ngon là chuyện anh nặng, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân tham sướng muốn tìm của đến, đặng ăn xài cho phỉ bất tình, ý thì ưa sữa sắc soi hình, nên chức phận con cao con quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo tuổi ra khỏi sắc chức thương nó ấy là giải thoát thì sắc thành mới khỏi đọa lạc. Đó là cái phương pháp. Đây là khâu hậu cần đang dọn mâm nha quý vị. Đồng đạo này dọn mâm này nghe quý vị. Đây là khâu hậu cần của ban trị sự chùa Tam Quan Tự của quý vị. Đây là mỗi lẩu nè quý vị. Muốn qua chuẩn bị bắt mâm ra là chuẩn bị xíu thiết tại thứ hai sau chúng ta sẽ dùng quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào các thợ nấu của hậu cần chùa Tam Hòa Tự Bi nha. Và xin tham gia cuộc sống và xin tham gia cuộc sống.
Kính thưa quý vị, đại lễ đại chương trình ba tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Đức, nguyên là thành viên của ban trị sự đến để phát biểu tại tuần ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông. Thuyết giảng giáo lý Phật giáo hàng tháng vừa xong, bây giờ tới dùng cơm tại ban trị sự. Mời chư quý vị cả nhà cùng dùng cơm tại ban trị sự nha quý vị. Về chùa Tam Hòa Tự Bê luôn quý vị. Màu đơn giản
lắm. Thường lắm cây đã thấy ngày nâng, mà ruột lắm non có các đài chờ đợi con người. Chúc cả nhà mình đang ngon miệng. Tới đời thương cô đĩa hoài mãi. Gió gió tiên thanh nước dòng vàng biển cả chào chị yêu. Ghé về phía chú Minh xem sao chị. Yeah. Hồn dung gà răng thân yên nhà. Đâu ăn gì lẹ dữ vậy cô? Cả dạng dạng tinh thần
Bye.